chào tất cả mọi người, thì lại là Cường đây. Thì video hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề microphone. Thì để có được cái chất lượng âm thanh tốt nhất cho cái nhu cầu chúng ta sử dụng đào tạo trên Zoom hoặc là chúng ta live stream chia sẻ, thì chúng ta nên chọn cái loại micro nào để chúng ta tối ưu được cái chất lượng âm thanh của chúng ta. Thì trên hình các bạn đang thấy thì mình đang có hai cái loại micro, đó là một cái loại micro condenser và một cái loại micro là micro dynamic. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cái loại micro nào để chúng ta có được cái chất lượng âm thanh tốt nhất? Thì bây giờ mình sẽ so sánh đặc điểm như là tính năng của hai cái loại micro này và cũng như cái tính ứng dụng của nó để cho các bạn lựa chọn và tham khảo nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần chi tiết. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về micro condenser. Thì trên màn hình các bạn đang thấy thì bên tay phải của mình đây là cái micro condenser nha các bạn. Đây thì micro này là micro condenser và cái micro này là micro dynamic cho các bạn. Đây micro bên tay trái này micro dynamic. Thì đối với micro condenser thì chúng ta sẽ cần phải cấp cho nó một cái nguồn từ thì đa số đó là cái nguồn 48V. Và thì ngoài ra nó sẽ còn những cái nguồn như là từ 9V cho đến 50V. Đó thì chúng ta phải cần phải cấp cho nó thì nó mới hoạt động được nha các bạn. Thì ở trên những cái mixer hoặc là trên những cái sau cạc hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái nguồn rời để chúng ta cấp cái nguồn cho nó để cho nó hoạt động được. Và đối với micro dynamic thì chúng ta không cần phải có cái nguồn phantom hay là một cái nguồn nào. Chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào những cái thiết bị thu hoặc là những cái thiết bị như mixer sau cạc thì chúng ta có thể sử dụng ngay được nha các bạn. Rồi thì đó là về cái phần nguồn cấp. Thì đối với micro condenser thì nó sẽ có một cái độ nhạy nó sẽ cao hơn các bạn, thì nó sẽ thu xa hơn, thì nó bắt nhạy hơn cái tiếng tiếng động hoặc là cái tiếng giọng nói của chúng ta. Thì vì vậy những cái micro condenser thì chúng ta sẽ sử dụng phù hợp cho những cái khu vực hay những cái không gian nào cái ít cái tiếng ồn hoặc là những cái tạp âm nha các bạn. Thì nếu mà như có tạp âm thì nó sẽ thu vào luôn, thì nó sẽ thu nhạy hơn so với micro dynamic. Còn đối với micro dynamic thì cái độ nhạy nó sẽ thấp hơn. Vì vậy thì nó sẽ thu những cái tạp âm, nó sẽ hạn chế, nó sẽ không có thu những cái tạp âm nhiều. Thì vì vậy những cái khu vực mà chúng ta có tiếng ồn, chúng ta làm Zoom hay là chúng ta live stream trong phòng của chúng ta hay trong nhà của chúng ta, mà nếu có những cái tiếng động ồn thì chúng ta sẽ sử dụng micro dynamic là một cái giải pháp phù hợp nha các bạn. Rồi thì cái độ nhạy nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn nha. Rồi mình sẽ thử trước ở trên cái micro condenser. Rồi thì cùng một cái vị trí nha. Đây là micro condenser này. Rồi thì ở cái vị trí này thì các bạn thấy không, cái micro condenser nó bắt rất là tốt không? Thì bây giờ mình sẽ thử xa hơn nè, thì nó vẫn bắt vẫn ok nha các bạn. Đây rồi thì mình đứng xa hơn xíu thì đây là tầm khoảng 30 ha, thì nó vẫn đảm bảo, nó vẫn bắt được chúng ta cái tiếng, nó vẫn là rõ ràng và nó cũng khá là đẹp. Thì với những khoảng xa hơn thôi thì nó sẽ không bắt, không nhạy hơn thôi, nhưng với một cái khoảng cách trong cái khoảng của nó thì nó vẫn bắt tốt nha các bạn. Đó thì đây là cái độ nhạy của nó, thì nó sẽ không bắt nhiều ở phía hai bên và phía đằng sau này. Đây mình đứng ra hai bên nha. Alo sao check hai bên này. Đây hai bên cái micro condenser nha các bạn. Alo sao check alo sao check 1 2 1 2 1 2. Đây và ngoài cái mặt sau nó này. Đó thì nói về cái độ nhạy của micro condenser nha. Còn đây giờ mình sẽ nói tới cái micro dynamic. Rồi thì đối với micro dynamic đây thì đây là cái độ nhạy của nó sẽ thấp hơn, vì vậy chúng ta cần để cái micro nó có cái khoảng cách gần với cái đầu thu này thì cái âm thanh nó mới đẹp được nha các bạn. Đây alo sao check, đó chúng ta mới thấy được cái tiếng nó dày ha, tiếng nó lực và nó có cái độ nặng các bạn ha. Đây alo 1 2 4 5 6 7 8. Còn nếu chúng ta độ xa để xa này thì do cái độ nhạy nó thấp thì nó sẽ thu yếu. Đây mình để xa ra tầm khoảng 25 các bạn nha, giống như cái micro condenser hồi nãy. Đây thì lúc này các bạn nghe âm thanh nó có thể là nó nhỏ hơn và tiếng nó sẽ không có dày và không có lực hơn đúng không? Alo 1 2 4 5 6 7 8. Và đối với hai bên này thì nó sẽ thu cũng sẽ rất là yếu các bạn. Đây alo 1 2 3 4 5 6, alo 1 2 4 5 6, alo 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Đó thì đối với cái micro dynamic này thì cái trường hợp mà chúng ta sử dụng ở cái môi trường tiếng ồn thì micro dynamic này nó triệt tiêu cái tạp âm rất là tốt các bạn. Chúng ta có những cái âm thanh đằng sau hầu như là chúng ta nghe trong nhà, trong cái khu vực học chúng ta, gia đình chúng ta có nhiều trẻ nhỏ hay là những cái tiếng động khác ha, mọi người đang sinh hoạt ha, thì cái giải pháp micro dynamic thì nó là một cái giải pháp mà sẽ tốt hơn micro condenser nha các bạn. Đó là cái phần mình nói về cái độ nhạy. Thì đối với micro condenser thì nó có cái dạ tầng khá là rộng, từ 20Hz cho đến 20kHz. Vì vậy cái âm sắc của nó khá là chi tiết, nó có cái độ sáng, cái âm thanh nó sáng hơn các bạn nha. Và chúng ta nói nó cũng trung thực và rõ ràng hơn so với micro dynamic.
Đó, vì vậy chúng ta muốn có một cái âm thanh nó sáng, nó có cái độ chi tiết thì cái micro condenser là một cái sự lựa chọn tốt. Rồi thì đối với micro dynamic thì nó sẽ có cái dải tần từ 50Hz cho đến 16kHz. Thì cái âm sắc của nó sẽ nghe có cái độ dày hơn, cái độ ấm và cái độ lực hơn các bạn nha. Đó thì nếu chúng ta cần có một cái chất âm mà nghe nó ấm, nó lực hơn ha, nó có độ dày á, thì chúng ta chọn cái micro dynamic là một cái giải pháp cho các bạn. Đó thì đó là hai cái về cái vấn đề dải tần và cái âm sắc. Thì do cái tính chất cấu tạo của hai cái micro này, cái micro condenser thì nó sẽ có cái màng của nó mỏng hơn các bạn. Thì vì vậy nó khi mà nó có những cái va đập á, hay là những cái chấn động đột ngột á, thì nó sẽ dễ làm cho cái màng đó nó sẽ bị đứt các bạn nha. Vì vậy cái độ bền nó sẽ kém hơn micro dynamic. Dynamic thì nó sẽ có cái màng nó sẽ dày hơn các bạn. Đó, vì vậy chúng ta lưu ý về cái này để chúng ta lựa chọn cái micro cũng như là cái cách bảo quản chúng ta cho nó phù hợp về hai cái chiếc micro này. Đó thì về cái ứng dụng của hai micro này thì nó cũng tùy vào cái ứng dụng của chúng ta. Thì thông thường cái micro condenser thì nó sẽ ứng dụng trong những cái phòng thu của chúng ta, hát trong những cái khu vực có cái nhiều ít cái tiếng ồn hơn các bạn. Thì thường là ở trong phòng thu là chúng ta sử dụng condenser các bạn. Còn với micro dynamic thì thường sử dụng trong vấn đề hát live trên sân khấu hoặc là sử dụng podcast nha các bạn nha. Thì đó là những cái đặc điểm mà mình muốn chia sẻ đến các bạn về hai cái loại micro này, về micro dynamic và micro condenser. Vậy thì chúng ta nên chọn cái micro nào cho cái nhu cầu chúng ta đào tạo Zoom hoặc là chúng ta chia sẻ livestream ở trên máy tính hay chúng ta ngồi đó. Thì đối với cá nhân của mình đó, thì với cái phòng nào, cái không gian nào nếu mà nó có nhiều cái tiếng ồn thì chúng ta nên chọn micro dynamic. Vì cái độ nhạy nó thấp thì nó sẽ ít thu cái tạp âm hơn. Để cho cái âm thanh livestream nó sạch sẽ hơn, nó không có những cái tiếng xì xào, những cái tiếng động khác nó làm ảnh hưởng đến cái người nghe ở trên online của chúng ta. Vì vậy đối với vấn đề về để giảm thiểu tạp âm cho cái âm thanh sạch sẽ thì nên chọn cái micro dynamic. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Và cái vấn đề thứ hai, nếu như các bạn đang muốn có một cái âm thanh nó đầy đặn, âm thanh nó dày và nó lực thì chúng ta chọn micro dynamic. Còn nếu chúng ta muốn có một cái âm thanh sáng, chi tiết, âm thanh rõ ràng thì chúng ta chọn cái micro condenser cho cái nhu cầu của chúng ta. Thì đây là cái tùy chọn của các bạn thôi, tùy các bạn. Và cái tiếp theo nữa thì đối với micro dynamic thì chúng ta cần nói gần các bạn. Chúng ta cần ngồi gần, chúng ta để cái micro đây thì chúng ta nói thì âm thanh nó mới đẹp được, thì nó mới rõ ràng, nó mới dày được nha các bạn nha. Nếu chúng ta để xa thì nó sẽ không cho chúng ta được cái hiệu ứng tốt được về cái âm thanh chất lượng. Với micro condenser thì chúng ta có thể đứng xa được tại vì cái độ nhạy của nó là chúng ta để xa được. Thì đối với một nhiều người thì họ vẫn thích là chúng ta có cái khung hình nó đẹp hơn, để lộ cái khuôn mặt ra, tức là họ không muốn có cái micro ở trên khung hình của họ. Thì trong cái vấn đề này chúng ta muốn ngồi xa cái micro thì chúng ta nên chọn micro condenser nha các bạn nha. Đó thì đó là ba cái lựa chọn mà mình muốn đưa ra để cho các bạn dễ dàng, để các bạn tham khảo cho nhu cầu chúng ta. Thì thực sự nó cũng đó là cái tùy chọn của bạn thôi, tùy theo cái môi trường, tùy theo cái tính chất, cái nhu cầu của chúng ta mà chúng ta lựa chọn cái micro cho nó phù hợp thôi. Rồi nếu các bạn có cái khó khăn hay có một cái điều gì chúng ta lựa chọn nó chưa được thì các bạn có thể comment, các bạn có thể gọi cho ở trên bên mình, thì bên mình cũng sẽ tư vấn cho bạn để cho bạn có những cái sản phẩm cũng như có những cái giải pháp nó phù hợp cho cái nhu cầu của bạn, để các bạn có được một cái chất lượng tốt nhất ở trên cái buổi Zoom của chúng ta hoặc là cái buổi livestream của chúng ta. Rồi xin cảm ơn các bạn cũng đã bỏ cái thời gian để theo dõi cái video này về những cái chia sẻ của mình. Rất cảm ơn mọi người. Nếu các bạn đang có những thắc mắc nào thì các bạn có thể comment bên dưới thì bên mình sẽ trả lời để chia sẻ với các bạn. Rồi thì bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bạn trong những video lần sau, và đừng quên subscribe để ủng hộ Tiếng Ba Radio nhé.